Xin chào các bạn, hôm nay Nu Skin 88 sẽ cùng các bạn đi tìm câu trả lời về 32 câu hỏi thường gặp ở chương trình Enjoy Nu Skin tích lũy điểm thưởng áp dụng thị trường Việt Nam. 1. Chương trình tích lũy điểm thưởng Enjoy là gì? Tích lũy điểm thưởng Enjoy là một chương trình nhằm tri ân những khách hàng trung thành và tin dùng sản phẩm của công ty Nu Skin, mang lại các ưu đãi độc quyền chỉ dành riêng cho khách hàng thân thiết. 2. Chương trình tích lũy điểm thưởng Enjoy của Nu Skin có những lợi ích gì? Khi tham gia, khách hàng sẽ có cơ hội nhận điểm thưởng sau khi mua hàng và tham gia các hoạt động khác, dùng điểm thưởng để chiết khấu cho đơn hàng tiếp theo, được độc quyền tham gia các chương trình khuyến mãi. 3. Thể lệ của chương trình tích lũy điểm thưởng Enjoy như thế nào? Khi tham gia chương trình tích lũy điểm thưởng Enjoy đạt đến một cấp hạng nhất định, khách hàng sẽ đủ điều kiện nhận được một số quyền lợi và điểm thưởng tích lũy áp dụng cho cấp hạng đó. Chương trình Enjoy Nu Skin có 2 cấp hạng với các quyền lợi đi kèm: Enjoy Club và Enjoy Premier. Thành viên cấp Enjoy Club là khách hàng có tích lũy điểm thưởng Enjoy và thực hiện đơn hàng có giá trị tối thiểu 1.180.000 Việt Nam đồng. Thành viên cấp Enjoy Premier là khách hàng đăng ký tích lũy điểm thưởng Enjoy và chương trình tái đặt hàng tự động với các đơn hàng có giá trị tối thiểu là 1.180.000 Việt Nam đồng. Thành viên cấp Enjoy Premier sẽ nhận được gấp đôi số điểm thưởng. 4. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chưa thanh toán đơn hàng tự động ARO trong 1 tháng hoặc lâu hơn và tôi cũng không hủy đăng ký? Hệ thống có tự động xếp tôi trở lại cấp Enjoy Club không? Thành viên cấp Enjoy Premier sẽ không bị hạ cấp xuống thành thành viên cấp Enjoy Club trừ phi hợp đồng đăng ký. Chương trình tái đặt hàng tự động ARO của khách hàng bị chấm dứt theo các điều khoản và điều kiện đã đăng ký, hoặc sau 03 tháng liên tục khách hàng không có đơn hàng ARO nào. 5. Làm cách nào để tham gia chương trình tích lũy điểm thưởng Enjoy? Khách hàng có thể tham gia chương trình tích lũy điểm thưởng Enjoy bằng cách đăng ký tại website www.nuskin.com và làm theo hướng dẫn hoặc chọn đăng ký tại quầy của Nu Skin. 6. Tham gia chương trình tích lũy điểm thưởng Enjoy có mất phí không? Câu trả lời là không nha. Sẽ không mất bất cứ khoản phí nào khi tham gia. 7. Ai đủ điều kiện tham gia chương trình tích lũy điểm thưởng Enjoy? Chương trình dành cho khách hàng là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, cư trú hợp pháp tại Việt Nam và đăng ký làm khách hàng thân thiết của Nu Skin. 8. Tôi đồng ý gì khi tham gia chương trình tích lũy điểm thưởng Enjoy? 9. Khách hàng nhận điểm thưởng bằng cách nào? Điểm thưởng được cộng vào khi khách hàng thực hiện đơn hàng đáp ứng điều kiện nhận điểm thưởng của chương trình. Phí vận chuyển và phí xử lý không được sử dụng để tính điểm thưởng. 10. Tôi có thể nhận điểm thưởng khi mua sản phẩm ở các thị trường khác không? Khách hàng chỉ có thể nhận điểm thưởng khi mua sản phẩm tại thị trường nơi khách hàng cư trú. 11. Tôi có thể đổi các điểm thưởng của mình ở các thị trường khác không? Không, khách hàng chỉ có thể đổi điểm thưởng tại thị trường mà khách hàng đã đăng ký. 12. Làm sao để biết khi nào điểm thưởng của tôi sắp hết hạn? Ngày hết hạn điểm thưởng sẽ được hiển thị trên trang tài khoản của khách hàng của chương trình Enjoy hoặc trên trang web hoặc ứng dụng. 13. Nếu tôi trả lại sản phẩm hoặc hủy đơn đặt hàng, các điểm thưởng tôi kiếm được có bị trừ không? Câu trả lời là có. Khi trả lại sản phẩm hoặc hủy đơn hàng, số điểm thưởng khách hàng đã nhận được sẽ bị trừ vào tổng số điểm thưởng trên tài khoản tích lũy điểm thưởng hiện có. 14. Có sản phẩm nào không được tích điểm hoặc không thể đổi bằng điểm thưởng không? Có. Tất cả các sản phẩm sẽ được ghi chú có được thanh toán hay tích điểm không. Ngoài ra, điểm thưởng Enjoy sẽ không được áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi khác. 15. Có hạn chế nào đối với các mặt hàng mà tôi có thể mua bằng điểm thưởng không? Có. Khách hàng có thể mua các sản phẩm Nu Skin và Fab Manex theo chương trình tích lũy điểm thưởng Enjoy. Tuy nhiên, khách hàng không thể mua bao bì sản phẩm, tài liệu quảng cáo hoặc dịch vụ khác được liệt kê trên trang web Nu Skin tại thị trường địa phương có liên quan theo chương trình này. 16. Tôi có cần phải có đủ điểm thưởng Enjoy để thanh toán toàn bộ sản phẩm hoặc giao dịch không? Câu trả lời là không, khách hàng có thể sử dụng điểm thưởng Enjoy để thanh toán tối đa 60 tổng giá trị đơn hàng cho mỗi giao dịch. 17. Điều gì sẽ xảy ra với số dư điểm thưởng của tôi trong trường hợp trả lại một sản phẩm có điểm thưởng đó? Các điểm thưởng có được từ một đơn đặt hàng sẽ bị trừ khi đơn đặt hàng được hoàn tiền và việc hoàn trả đã được giải quyết. 18. Có áp dụng bất kỳ hình phạt nào không nếu tôi chọn ngừng tham gia chương trình Enjoy? Điều gì sẽ xảy ra với số điểm còn lại của tôi? Khách hàng không bị phạt nếu lựa chọn ngừng tham gia chương trình Enjoy. Tuy nhiên, khách hàng sẽ mất tất cả các điểm thưởng còn lại trong tài khoản của mình. 19. Khi nào tôi được nhận điểm thưởng? Khách hàng sẽ nhận được điểm thưởng khi hoàn tất thanh toán đơn hàng với giá trị thỏa mãn điều kiện chương trình. 20. Nếu sản phẩm mua từ đơn hàng sử dụng điểm tích lũy từ đơn hàng trước đó, nhưng sau đó sản phẩm của đơn trước bị hoàn trả và điểm tích lũy từ đơn hoàn trả này bị rút lại tương ứng, công ty có yêu cầu tôi phải thanh toán khoản chênh lệch nào thêm không? Sau khi đã đổi điểm để thanh toán và số tiền mặt phải thanh toán cho sản phẩm được giảm xuống, thì đó là bước cuối cùng. Khách hàng không phải thanh toán bất kỳ khoản chênh lệch nào cho sản phẩm đó. 21. Làm cách nào để quy đổi điểm thưởng? Điểm thưởng có thể được quy đổi trực tiếp thông qua các kênh bán hàng của Nu Skin, trực tuyến hoặc tại các trung tâm phân phối.
22. Làm cách nào để biết mình có bao nhiêu điểm thưởng? Khách hàng có thể kiểm tra trực tuyến trên trang tài khoản của mình trong chương trình tích lũy điểm thưởng Enjoy. 23. Tôi có thể trả lại sản phẩm hoặc các mặt hàng khác mà tôi đã mua bằng điểm thưởng không? Khách hàng có thể trả lại sản phẩm và hàng hóa đã mua bằng điểm thưởng, tuy nhiên, khách hàng sẽ mất các điểm thưởng đã được sử dụng để mua sản phẩm hoặc hàng hóa đó. 24. Tôi có thể thanh toán bằng điểm thưởng khi mua hàng tại quầy không? Khách hàng có thể thanh toán bằng điểm thưởng cho đơn hàng mua trực tiếp tại quầy. 25. Tôi có thể thanh toán bằng điểm thưởng cho các đơn hàng đặt mua trực tuyến không? Có. Khách hàng có thể đổi điểm thưởng theo đơn đặt hàng từng lần hoặc các đơn đặt hàng tự động ARO đã đăng ký của mình. 26. Người khác có thể sử dụng các điểm thưởng của tôi không? Điểm thưởng không được phép chuyển nhượng và chỉ có thành viên đã kiếm được điểm thưởng đó mới được quyền sử dụng. 27. Các điểm thưởng của tôi có hết hạn không? Có nhé. Các điểm thưởng có giá trị cho đến ngày hết hạn của điểm thưởng đó như thông tin được ghi trên tài khoản của khách hàng. 28. Trạng thái cấp bậc tài khoản của tôi có hết hạn không? Trạng thái Enjoy Club và Enjoy Premier sẽ được giữ nguyên nếu khách hàng vẫn còn tham gia chương trình và tiếp tục duy trì mức độ hoạt động cần thiết để đạt được cấp bậc đó. 29. Tôi có phải thông báo cho công ty nếu tôi muốn ngừng tham gia chương trình Enjoy không? Nếu có thì cần những thủ tục gì? Có nha! Nếu khách hàng muốn chấm dứt tư cách thành viên Enjoy của mình, khách hàng phải thông báo cho công ty bằng cách nhấp vào hủy đăng ký trên trang Enjoy và sau đó làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất các thủ tục. 30. Sau khi tôi chọn hủy tham gia chương trình Enjoy, tôi có thể tái đăng ký không? Khi tôi tái đăng ký chương trình Enjoy, tôi có thể tiếp tục dùng số điểm thưởng còn lại không? Khách hàng có thể đăng ký lại chương trình Enjoy. Khách hàng đồng ý đọc, hiểu và đồng ý các điều khoản và điều kiện. Hệ quả của việc hủy tham gia Enjoy trước khi thực hiện việc hủy. 31. Nếu tôi quyết định trở thành đối tác kinh doanh với Nu Skin lâu dài, khi nào tôi sẽ bị loại khỏi chương trình Enjoy? Chương trình Enjoy chỉ dành cho các khách hàng thân thiết, không áp dụng cho nhà liên kết thương hiệu của Nu Skin. 32. Tôi hiện là khách hàng đã đăng ký chương trình Enjoy Premier Enjoy và duy trì mua hàng tự động hàng tháng ARO. Điều gì sẽ xảy ra với chương trình ARO và việc giao hàng tháng sau khi tôi chọn không tiếp tục chương trình Enjoy? Sau khi khách hàng chọn không tham gia chương trình Enjoy, hợp đồng ARO của khách hàng sẽ không thay đổi và khách hàng có thể tiếp tục mua và nhận hàng tháng theo lịch. Khách hàng có thể sử dụng số điểm Enjoy còn lại của mình cho đến khi hết hạn. Trên đây là tất cả những thắc mắc về chương trình Enjoy từ Nu Skin. Hiện tại các sản phẩm đang sale với giá ưu đãi. Vui lòng liên hệ với hotline 083.551.9999 đọc mã TR125 để nhận giá tốt nhất với khách hàng đến từ YouTube hoặc click link bên dưới để xem thông tin chi tiết hơn về sản phẩm. Hãy đăng ký kênh để cập nhật thêm những video mới nhất về các sản phẩm cùng những tips làm đẹp. Nu Skin 88 đảm bảo độ tin cậy và luôn mang đến cho các chị em những sản phẩm chính hãng.